ai trong chúng ta làm YouTube cũng để mong muốn bật kiếm tiền cái kênh YouTube của mình. Nhưng bật kiếm tiền mới chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ cái quy trình chúng ta phải làm để nhận được đồng tiền đến tay của mình. Nếu các bạn không biết tất cả các quy trình sau khi các bạn đã bật kiếm tiền YouTube thì tiền sẽ không đến được tay các bạn, và thậm chí các bạn còn bị trừ rất nhiều tiền trong cái tài khoản Google AdSense của các bạn. Nên trong video này mình hướng dẫn các bạn 3 việc bắt buộc các bạn phải làm sau khi đã bật kiếm tiền cái kênh YouTube của mình. Đầu tiên, tách thuế Hoa Kỳ. YouTube là một công ty của Mỹ, mà làm YouTube có nghĩa là chúng ta cũng là một nhân viên của YouTube, và chúng ta sẽ có nghĩa vụ phải đóng thuế theo luật pháp của Mỹ. Và theo luật pháp của Mỹ thì những người làm YouTube mà không sống ở Hoa Kỳ thì sẽ phải đóng thêm một loại khoản thuế nữa, người ta gọi là thuế bản quyền. Sau cái kênh của chúng ta đã bật kiếm tiền khoảng vài ngày, mình không nhớ kỹ chính xác là bao nhiêu, nhưng ở kênh của mình thì mình nhớ khoảng 3 ngày, thì YouTube sẽ gửi cho chúng ta một cái thông báo ở trong YouTube Studio và thậm chí cả trong Gmail nữa, báo cho chúng ta biết là chúng ta sẽ phải làm một nhiệm vụ, đó là tách thuế Hoa Kỳ ra khỏi các view khác trên toàn bộ kênh của chúng ta. Nếu chúng ta khai báo thuế thì chúng ta sẽ phải đóng một khoản là 30% cho tất cả các view đến từ Hoa Kỳ. Còn nếu chúng ta không khai báo thuế thì chúng ta sẽ bị trừ tổng cộng lên đến 24% tổng số tiền trong toàn bộ kênh của chúng ta. Mình ví dụ thế này cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ tổng thu nhập tháng này của bạn là 1.000 đô la, trong đó có 100 đô la đến từ Hoa Kỳ, thì các bạn sẽ phải chịu trừ đi 30%, có nghĩa là các bạn sẽ phải chịu mất đi 30 đô la. Nhưng nếu vì lý do gì đấy mà các bạn quên khai báo thì các bạn sẽ bị trừ 24% từ tổng tiền thu nhập của các bạn. Có nghĩa là nếu mà thu nhập tháng này của các bạn là 1.000 đô mà các bạn lại quên mất không tách thuế Hoa Kỳ thì tháng đó các bạn sẽ bị trừ đi 24%, tương đương với 240 đô la. Nhiều phết đấy. Thế nên nếu mà các bạn không muốn mất cái khoản tiền này một cách vô lý thì các bạn buộc phải biết cách khai báo thuế Hoa Kỳ. Và video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khai báo thuế Hoa Kỳ để tách nó ra khỏi tổng doanh thu trong tài khoản Google AdSense của các bạn. Các bạn vào tài khoản Google AdSense này, phần khai báo thuế thì đa phần nó sẽ hiện ngay trên đầu trang các bạn. Còn nếu không thì các bạn sẽ vào phần thanh toán, thông tin thanh toán, kéo xuống vào quản lý chế độ cài đặt. Còn các bạn nên xem kỹ cái phần tên và địa chỉ của mình ở phần này, bởi vì tí nữa các bạn sẽ phải điền lại các thông tin này, nên các bạn cố gắng điền thông tin đúng nhất có thể. Còn nếu các bạn đã sẵn sàng thì các bạn kích vào thông tin thuế Hoa Kỳ ở đây, hoặc là các bạn kích vào quản lý thông tin thuế Hoa Kỳ bên trên đều được. Thêm thông tin thuế, bắt đầu biểu mẫu, các bạn điền lại mật khẩu tài khoản của các bạn vào. Thông tin thuế tại Hoa Kỳ đầu tiên là tài khoản, thì các bạn là tài khoản cá nhân, các bạn kích vào. Bạn ở công dân cư trú Hoa Kỳ không thì tất nhiên là không. Hai loại biểu mẫu thuế là W8BEN và W8ECI. Chúng ta sẽ kích vào biểu mẫu W8BEN, biểu mẫu này dành cho cá nhân không phải là người Hoa Kỳ. Sử dụng biểu mẫu này. Mã số thuế này các bạn ghi lại tên của các bạn, và lưu ý là tên này sẽ viết hoa và không dấu nhé. Cái DBA tên thương mại này các bạn bỏ cũng được. Quốc gia, các bạn chọn quốc gia mình cư trú. Tiếp theo là phần mã số định danh người nộp thuế, các bạn có mã TIN, mã số thuế cá nhân nước ngoài và ITIN, đây là mã số thuế dành cho người Mỹ, thì chúng ta vùng này có thể bỏ. Các bạn tiếp. Ở phần này các bạn điền lại cái thông tin như vừa nãy mình bảo ấy, các bạn điền thông tin giống y hệt như vậy. Và cái thông tin này thì các bạn lấy ở trên cái chứng minh thẻ căn cước công dân của các bạn. Mã bưu điện thì các bạn lên Google, các bạn search mã bưu điện của tỉnh mình. Kéo xuống, iExpress 360. Và đây là cái mã bưu điện của tỉnh Quảng Ninh. Và nếu mà các bạn muốn dùng các mã bưu điện ở gần nhà mình thì các bạn có thể kéo xuống dưới, các bạn chọn cái mã bưu điện khác. Tốt nhất là các bạn hãy nhớ lại đúng cái mã bưu điện mà các bạn đã dùng để đăng ký tài khoản Google AdSense. Ở bên dưới các bạn sẽ phải điền cả địa chỉ gửi thư. Thì trong trường hợp Google có thể gửi các cái thông tin về thư giấy cho các bạn, để kích vào địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú là xong. Các bạn tiếp. Tiếp theo về hiệp định thuế thì trên này người ta có ghi luôn là Việt Nam không có hiệp định thuế với Hoa Kỳ, thế nên là mục này các bạn sẽ chọn không luôn. Tiếp. Các hoạt động dịch vụ thực hiện ở Hoa Kỳ thì vì chúng ta không thực hiện hoạt động nào dịch vụ nào ở Hoa Kỳ, thế nên các bạn cũng chọn không tiếp. Tôi xác nhận. Tiếp. Báo cáo thuế ở đây họ có hai cái lựa chọn là không sử dụng giấy nên dùng, và thứ hai là nhận tài liệu qua thư giấy, thì chúng ta nên kích cái mục là không sử dụng giấy để có việc gì thì Google có thể gửi cho chúng ta qua email. Và sau đó các bạn, tôi chấp nhận điều khoản không sử dụng giấy. Tiếp, sẽ ở phần xem trước giấy tờ này thì tất cả những gì các bạn điền, nó sẽ điền vào cái biểu mẫu này. Các bạn có thể kích vào để xem.
Đó, cái biểu mẫu này sẽ được điền tất cả các thông tin vào đây. Và các bạn kích vào căn cứ theo gì tôi biết, tôi xác nhận và tôi xem xét kỹ giấy tờ đã tạo và tôi tin rằng thông tin giấy tờ này đúng sự thật, các bạn ấn tiếp. Còn mục 7 là xác nhận và ký tên, các bạn tích và tôi cam đoan và chấp nhận để trừng phạt nếu khai man. Ở phần bên dưới các bạn có phần bạn cam kết không thay đổi tình trạng, các bạn tích và tôi xin cam đoan. Chữ ký của bạn thì cái này các bạn có hai mục là phải tôi là người được nêu trong phần mã số thuế và ký tên tờ khai này. Thứ hai là không, tôi không phải là người được nêu trong phần mã số thuế, thì chúng ta kích vào phần phải. Phần ký tên này sẽ được hiện luôn tên của chúng ta đây và các bạn chỉ việc gửi là xong. Như vậy là cái thông tin khai thuế đã được phê duyệt vào ngày 6 tháng 7 năm 2023. Và đây là tất cả các thông tin các bạn vừa khai. Các bạn có thể đọc lại để kiểm tra xem thông tin của mình có đúng hay không. Còn nếu mà các bạn thấy thông tin của mình có gì sai, các bạn có thể kích vào gửi biểu mẫu mới. Các bạn khai là một bài biểu mẫu như các bạn làm lại từ đầu. Ở đây các bạn có một phần lưu ý, cái ngày mình gửi là ngày 6 tháng 7 năm 2023 và ngày hết hạn sẽ là 31 tháng 12 năm 2026. Có nghĩa là mình khai cái biểu mẫu có thời hạn trong vòng 3 năm và sau 3 năm mình sẽ phải khai lại. Và bên dưới này là phần khấu trừ, như các bạn thấy là tất cả các việc khấu trừ này đều là 30%, có nghĩa là tất cả những lượt xe đến từ Hoa Kỳ sẽ được khấu trừ 30%. Như vậy là chúng ta đã làm xong việc khai báo thuế Hoa Kỳ. Và sau này thì YouTube sẽ thực hiện trừ trực tiếp cái phần khấu trừ thuế này ở tài khoản Google AdSense của chúng ta. Mình đã làm cái video này rất chi tiết về việc tách thuế Hoa Kỳ. Nếu các bạn muốn biết rõ ràng hơn và hiểu đầy đủ hơn về việc tách thuế Hoa Kỳ thì các bạn xem cái video này của mình nhá. Việc thứ hai là xác minh danh tính. Khoảng từ 10 cho tới 20 ngày sau khi chúng ta đã tách thuế Hoa Kỳ thì YouTube sẽ lại gửi cho chúng ta một cái mail nữa báo rằng các bạn sẽ phải xác minh danh tính. Xác minh danh tính là việc các bạn sẽ phải nộp lại các giấy tờ chứa thông tin giống như cái thông tin mà các bạn đã khai khi tạo tài khoản Google AdSense ấy, cho YouTube để YouTube xác minh lại đúng bạn là cái người tạo ra tài khoản Google AdSense hay không. Để xác minh danh tính thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chụp lại cái căn cước công dân của mình mặt trước và mặt sau, sau đó gửi cho YouTube. YouTube sẽ so sánh cái thông tin mà các bạn đã khai trước đây với thông tin trong giấy tờ của các bạn. Nếu mà thông tin của các bạn hoàn toàn trùng lặp thì bước xác minh danh tính sẽ thành công. Các bạn vào bất cứ trình duyệt nào trên máy mình và sau đó các bạn đăng nhập vào cái tài khoản mà các bạn đã dùng để đăng ký Google AdSense. Trên thanh địa chỉ này các bạn đánh vào cho mình chữ adsense.com. Nó sẽ đăng nhập trực tiếp vào tài khoản Google AdSense của các bạn. Dòng đầu tiên các bạn sẽ thấy ngay thông báo bạn đang bị tạm ngưng các khoản thanh toán từ YouTube vì cần phải khắc phục vấn đề với tài khoản. Đó chính là việc chúng ta phải xác minh danh tính tài khoản Google AdSense. Các bạn kích vào hành động. Các bạn ở phần thanh toán các bạn hãy ghi là hãy cung cấp một số thông tin của bản thân để tiếp tục. Các bạn kích vào. Đây có 3 loại giấy tờ chúng ta được sử dụng là giấy phép lái xe, hộ chiếu và thẻ căn cước. Các bạn có thể sử dụng 3 loại giấy tờ này. Không phải lo vì thông tin ở trên 3 loại giấy tờ này chắc chắn nó sẽ giống nhau bởi vì đều từ thẻ căn cước của các bạn mà ra cả. Nên là bắt đầu xác minh này. Tên pháp lý các bạn ghi tên của mình vào. Viết hoa. Dấu đầy đủ. Giấy tờ các bạn chọn loại giấy tờ các bạn sẽ tải lên. Mình chọn thẻ căn cước. Ở bên dưới này họ ghi là tải lên, có nghĩa là các bạn phải chụp cái giấy tờ này trước. Bây giờ các bạn chỉ cần kích vào tải lên là xong. Tải lên này, tải lên mặt trước, mặt sau. Lưu ý trước khi các bạn chụp hình thì các bạn nên chọn một cái nền nào đấy nó đồng màu để cho cái giấy tờ các bạn nổi bật ở trên cái nền đó. Thứ hai là ánh sáng nó phải đầy đủ để chụp cái bức hình nó rõ nét. Và thứ ba là tay của các bạn đừng có rung trong quá trình các bạn chụp ảnh. Để sau khi các bạn đã chụp được mặt trước, mặt sau của chứng minh thì các bạn chỉ việc tải lên là xong. Chọn tẹp này. Chọn mặt trước. Mặt sau. Sau đó ấn tiếp. Tiếp theo các bạn lại phải nhập lại địa chỉ của các bạn. Sau khi điền xong chúng ta chỉ cần ấn gửi và sau đó chờ được duyệt là xong. Ngay sau khi xác minh danh tính thành công thì khoảng 1 đến 2 ngày YouTube sẽ yêu cầu các bạn xác minh địa chỉ. Đây là một phần kèm theo trong việc xác minh danh tính của các bạn. Mục đích của phần này là để xem cái địa chỉ mà các bạn sử dụng trong căn cước công dân đấy có đúng là địa chỉ của các bạn không, hay là do các bạn lấy của một người khác, các bạn khai bừa ở YouTube. YouTube sẽ gửi cho các bạn một cái mã pin trong một cái phong bì như thế này đến địa chỉ nhà của các bạn. Nếu đúng các bạn là người sở hữu cái giấy tờ đó thì các bạn sẽ nhận được cái phong bì này và các bạn chỉ việc điền cái mã pin ở trong phong bì này vào tài khoản Google AdSense của các bạn. Mã pin nó là một ký hiệu 6 số như thế này. Các bạn vào trang adsense.com này. Sau đó các bạn vào thanh toán này. Thông tin thanh toán này. Sau đó các bạn kéo xuống phần cài đặt, các bạn vào quản lý chế độ cài đặt này.
và các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy ở phần địa chỉ này. Và cái phần địa chỉ này chính là chỗ mà YouTube sẽ dùng để gửi cái mã pin cho chúng ta. Và nếu các bạn muốn xem chi tiết hơn thì các bạn có thể kích vào cái bút này để các bạn xem chi tiết. Công thức để chúng ta thành công 100% nhận cái mã pin từ Google AdSense là chúng ta ghi tất cả thông tin của ta, cụ thể nhất từ số nhà, khu phường cho đến cao nhất là xã ở địa chỉ dòng 1. Sau đó các bạn có thể thêm số điện thoại ở cuối. Địa chỉ dòng 2 bỏ trống. Phần thành phố, tỉnh và mã bưu điện này thì mặc định như cũ khi chúng ta đăng ký tài khoản Google AdSense. Mình đã từng làm cái video này hướng dẫn rất chi tiết về cách xác minh danh tính. Các bạn theo dõi và làm theo để xác minh danh tính thành công nhá. Việc thứ ba mà chúng ta phải làm là thêm tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google AdSense. Đây là bước cuối cùng nhưng cũng là bước quan trọng nhất để các bạn nhận tiền tới tận tay của mình. Khi các bạn đã bật kiếm tiền trên kênh YouTube của mình, có nghĩa là kênh của các bạn sẽ xuất hiện quảng cáo. Mà xuất hiện quảng cáo thì tất nhiên là nó sẽ có tiền. Và hàng tháng từ ngày 21 đến ngày 26 thì YouTube sẽ cộng tổng tiền của các bạn lại và gửi vào cái tài khoản Google AdSense của các bạn. Nhưng cái tài khoản Google AdSense này nó chỉ là nơi chứa tiền của chúng ta thôi. Chúng ta không thể rút tiền trực tiếp từ trong đấy ra được. Thế nên chúng ta cần phải làm thêm việc nữa là thêm cái tài khoản ngân hàng của chúng ta vào trong tài khoản Google AdSense. Và khi tài khoản Google AdSense của chúng ta đủ 100 đô thì chúng ta có thể chuyển cái tiền đó về tài khoản ngân hàng của mình và chúng ta có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình ra thành tiền mặt sử dụng được. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thêm tài khoản ngân hàng vào trong tài khoản Google AdSense. Ở trên trình duyệt của mình, các bạn đánh vào đây chữ adsense.com để vào tài khoản Google AdSense của các bạn. Sau đó các bạn kéo xuống phần thanh toán và thông tin thanh toán. Kéo xuống một chút, các bạn sẽ thấy phần cách bạn nhận thanh toán. Đây chính là chỗ các bạn điền cái thông tin tài khoản ngân hàng của các bạn vào tài khoản Google AdSense. Các bạn kích vào thêm phương thức thanh toán. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai phần là thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới và thêm chi tiết xác mới. Đây là hai cách mà các bạn có thể nhận tiền từ YouTube, nhưng mình không hướng dẫn cách thêm chi tiết xác mới bởi vì cái cách này rất phức tạp. Ngoài ra thì nó không phổ biến ở Việt Nam. Thế nên mình sẽ lựa chọn cái phần thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới. Các bạn kích vào đó. Thì nó sẽ hiện cho các bạn một bảng ở bên dưới này. Các bạn sẽ phải điền các thông tin vào đây. Thứ nhất là ID người thụ hưởng. Đây chính là phần các bạn điền cái số căn cước công dân của các bạn vào đây. Phần này không bắt buộc nên các bạn không cần phải điền cũng được. Tên tài khoản ngân hàng thì các bạn điền cái phần tên của mình vào và lưu ý là viết hoa và không dấu. Tên ngân hàng thì đây là một cái giao dịch quốc tế, YouTube chuyển tiền chúng ta từ Mỹ, thế nên các bạn không thể ghi bằng tiếng Việt được. Các bạn phải ghi các tên ngân hàng bằng tiếng Anh. Cái mã SWIFT bên dưới này là mã để thực hiện các giao dịch quốc tế. Các ngân hàng trên thế giới muốn chuyển tiền cho nhau được, người ta cần được cái mã SWIFT này để xem là cái ngân hàng đấy nằm ở nước nào. Muốn tìm được tên ngân hàng và mã SWIFT bằng tiếng Anh thì các bạn chỉ cần lên Google, các bạn search tên ngân hàng tiếng Anh và mã SWIFT. Các bạn có thể kích vào bất cứ phần nào ở đây. Ví dụ mình kích vào cái link đầu tiên này. Kéo xuống một chút. Thì đây là tên các ngân hàng bằng tiếng Anh và mã SWIFT của họ. Các bạn có thể tìm cái tên ngân hàng của mình. Ví dụ như ngân hàng Vietcombank thì tên tiếng Anh của nó là đây. Mã SWIFT của nó là đây. Tiếp theo là phần số tài khoản ngân hàng. Cái này các bạn phải đặc biệt lưu ý. Các bạn đừng có lấy cái số ở trên thẻ ATM của các bạn để các bạn điền vào đây. Bởi vì đấy chỉ là số thẻ. Còn số tài khoản ngân hàng nó nằm ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn muốn biết số tài khoản ngân hàng của mình là gì thì sau khi ngân hàng tạo tài khoản cho các bạn xong thì họ sẽ hướng dẫn các bạn tải cái app ngân hàng về và đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào cái tài khoản này các bạn mới thấy được cái số tài khoản của mình và các bạn điền cái số tài khoản vào đây. Còn nếu các bạn không chắc số tài khoản của mình là gì thì nên gọi điện trực tiếp cho ngân hàng và hỏi xem cái số tài khoản ngân hàng của bạn là bao nhiêu, sau đó các bạn điền cái thông tin vào đây. Sau đó các bạn chỉ cần nhập lại số tài khoản một lần nữa. Giờ mình sẽ tiến hành việc điền thông tin của mình. Và đây là toàn bộ thông tin mình đã điền xong. Bây giờ mình chỉ việc lưu lại thông tin. Đó là thông tin ngân hàng của mình đã được thêm vào đây. Nếu các bạn muốn đổi sang một tài khoản ngân hàng khác thì các bạn chỉ cần kích vào quản lý phương thức thanh toán. Các bạn xóa bỏ cái tài khoản ngân hàng này đi và các bạn thêm một phương thức thanh toán mới vào đây và làm y hệt như vừa rồi. Chỉ sau khi các bạn đã hoàn thành được toàn bộ ba việc này thì các bạn mới có thể yên tâm là mình đã hoàn thành xong toàn bộ cái quy trình nhận tiền và rút tiền từ YouTube. Và kể từ đó trở đi, nếu tiền quảng cáo của các bạn đủ 100 đô thì hàng tháng YouTube sẽ đều đặn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Chúng ta không cần phải làm bất cứ một việc gì nữa và lúc đó chúng ta có thể yên tâm sáng tạo nội dung, còn tiền sẽ đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Chúng ta chỉ việc chờ đến khi nhận được cái tiếng tinh tinh báo hiệu Google AdSense gửi tiền cho chúng ta là chúng ta có thể
đi ra ngân hàng và rút tiền để sử dụng.